Kính thưa quý vị giám khảo, em tên là Nguyễn Khắc Vĩnh, học sinh trường Trung học cơ sở Tam Quan. Đến với cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên tỉnh Bình Định năm 2022, em dự thi với sản phẩm máy nghiền thái thức ăn cho gia súc gia cầm thuộc lĩnh vực các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Trên đây là bản trình bày sản phẩm của em. Những người dân ở địa phương em chưa tận dụng triệt để những nguồn thức ăn sẵn có để làm giảm chi phí chăn nuôi. Khâu chế biến còn thô sơ, tốn thời gian, chất lượng thức ăn không tốt. Vấn đề này làm em suy nghĩ làm thế nào để tận dụng những động thực vật như bèo, thân chuối, ốc, cua, v.v. để làm thức ăn chăn nuôi, giúp người chăn nuôi giảm chi phí và có phần hạn chế ô nhiễm môi trường. Từ đó em tìm hiểu cấu tạo chức năng của lưỡi dao cơ khí và cách thái thức ăn, nghiên cứu tìm hiểu lắp ráp tạo ra máy nghiền thái thức ăn cho gia súc gia cầm. Các bộ phận của máy bao gồm động cơ điện, bộ nghiền, bộ cắt. Trong bộ nghiền là có dao xay và dao xoắn. Bộ cắt là có dao cắt. Nguyên tắc làm việc của máy như sau. Đối với phần nghiền ép, khi động cơ điện làm việc thì bộ phận này cũng làm việc. Thức ăn được nghiền ép và đưa ra ngoài thuộc hai dạng. Dạng nhuyễn là trong quá trình thực hiện cho nhiều nước, dạng viên là trong quá trình thực hiện làm khô. Đối với phần cắt thái thức ăn, khi động cơ điện làm việc thì bộ phận này cũng làm việc tiến hành cắt thái và đưa thức ăn ra ngoài. Sau đây là phần hoạt động của máy. Phần nghiền ép sẽ hoạt động trước. Cách thái đây là chuối được xay rất nhuyễn, giúp cho động vật dễ tiêu hóa. Sau thời gian dài tìm hiểu, em đã chế tạo ra được máy nghiền thái thức ăn cho gia súc gia cầm. Máy có những đặc điểm nổi bật như có thể tận dụng mọi loại thức ăn để chế biến, năng suất làm việc cao, thực hiện được nhiều chức năng, có phần bảo vệ môi trường. Với những ưu điểm của máy có thể áp dụng vào những gia đình chăn nuôi nhỏ và vừa. Cuối cùng, chúc quý vị giám khảo sức khỏe, chúc cuộc thi thành công tốt đẹp.